Anh chị em thân mến, trong ngày hành hương thứ bảy đặc biệt, hôm nay chúng ta quy tụ bên linh ảnh của mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp, để tạ ơn, để ngợi khen và để nhờ mẹ chuyển những lời cầu nguyện, những tâm tình của chúng ta trong ngày lễ hôm nay lên Chúa. Bài tin mừng mà Thánh Luca thuật lại cho chúng ta thấy một bầu khí hân hoan và vui mừng. Đức Maria đến với bà Elizabeth, lòng tràn ngập hân hoan vì được cưu mang con Chúa Trời hằng hữu trong cung lòng của mình. Bà Elizabeth thấy Đức Maria, người em họ của mình tới, thì đứa con trong bụng nhảy lên vui mừng vì sự hiện diện của đấng cứu chuộc bây giờ đang chỉ là một bào thai nhỏ, nhỏ hơn mình 6 tháng ở trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và Thánh Gioan cũng như là bà Elizabeth đã cất tiếng hân hoan cảm tạ ơn Chúa, bởi đâu tôi được mẹ Chúa đến thăm tôi thế này. Bầu không khí hân hoan mừng vui đó xin chia sẻ với anh chị em trong thánh lễ đặc biệt hành hương hôm nay. Nếu trong kinh cầu Đức Bà Maria nói Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa, thì như trong bài đọc 1 trên sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất, chúng ta thấy hòm bia Thiên Chúa là nơi mà lưu giữ hai tảng đá giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân. Hòm bia nó trở nên là một vật thánh thiêng, linh thiêng, bởi vì nó chứa chất trong đó lời hứa của Chúa, lời hứa đoan chắc bằng một giao ước của Chúa. Và hơn thế nữa, nó là một dấu chỉ để cho người ta thấy được Thiên Chúa hiện diện giữa dân người. Và Thiên Chúa đã hiện diện giữa dân, nhận dân làm dân tộc, làm sở hữu, làm gia nghiệp của Ngài, thì Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sẽ che chở, Ngài sẽ yêu thương. Và lời Thiên Chúa đã hứa thì muôn đời còn tồn tại. Đấy. Đó là cái điều đặc biệt mà người Do Thái, chỉ người dân tộc Do Thái mới có. Và người dân tộc Do Thái họ luôn luôn tự hào vì có sự hiện diện của hòm bia Thiên Chúa giữa họ, vì có sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ, và vì những giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ muôn đời bền vững. Và trong niềm vui, trong sự hớn hở đó, giáo hội thấy được rằng Đức Trinh Nữ Maria cũng giống như hòm bia của Thiên Chúa vậy. Bởi vì trong lòng dạ của mẹ, trong lòng dạ thanh sạch, cực sạch của mẹ có chứa đựng ngôi lời chí thánh của Thiên Chúa. Hội thánh vẫn nhìn vào trong cái hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, một người phụ nữ mang thai do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần ấy, mà gọi rằng mẹ chính là hòm bia mới, hòm bia giao ước mới của Thiên Chúa. Vì chính Chúa Giêsu trong lòng mẹ hôm nay, mai kia, chính người sẽ ký kết với nhân loại một giao ước mới tồn tại đến muôn đời, một giao ước không ký trên tảng đá mà ký trên chính sự sống của Ngài, bằng thịt, bằng máu của Ngài viết lên những cái lời giao ước. Và lời giao ước đó là gì? Là sự cứu chuộc, là ơn cứu rỗi, là ơn bình an, là tất cả mọi ơn mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, con của Người. Và do đó mà thưa anh chị em, ngày hôm nay trong tâm tình của những người anh đi trước trong dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi thấy rằng việc có những thanh niên tiếp tục lãnh lấy tinh thần và đặc sủng của Thánh Alphonso đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế như là một dấu hiệu cho thấy rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương và dòng nhỏ bé của chúng tôi, và Thiên Chúa vẫn hằng ưu ái tăng thêm nhân số cho hội dòng chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện được điều mà Thiên Chúa muốn, điều mà Đức Giêsu Kitô muốn. Và chính vì điều đó mà Chúa Thánh Thần đã khơi dậy trong lòng Thánh Tổ Phụ Alphonso ý định lập một hội dòng thừa sai để phục vụ công việc tông đồ, để phục vụ cho ơn cứu chuộc chan chứa nơi Đức Kitô, để làm vinh danh Thiên Chúa và để cuốn hút các linh hồn về với Chúa.
Và trong cái tâm tình của mẹ nhà dòng mà tôi đọc ra được cách đây hơn một tuần, vào ngày mùng 1, khi có những anh em của chúng tôi tiến chức, tiến lên chức linh mục, thì cái niềm vui đó như thể là được trọn vẹn, vì có những người bây giờ trở thành là đại diện Chúa Kitô, được tham dự vào trong cái mầu nhiệm hy tế của Chúa, được lãnh những ân huệ cao cả để truyền tải những ân huệ mà Chúa muốn ban cho dân Chúa. Người mẹ của nhà dòng đã sinh ra những người con qua các thế hệ, và trong số những người con đó lần lượt từng người từng lớp sẽ tham gia vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô, tư tế đời đời theo kiểu Melchizedek mà Chúa Giêsu đã thể hiện trong cuộc sống của Ngài. Bây giờ những anh em của chúng tôi được tham dự vào chức tư tế thừa tác. Qua lời nguyện tiến chức và sự đặt tay của Đức Giám Mục mà những anh em trong chúng tôi trở nên là những người phục vụ ơn cứu chuộc một cách đặc biệt. Và đó chính là niềm vui mà khiến suốt những ngày tháng vừa qua các cha mới đã đến những giáo xứ của anh em mình trong cùng lớp, trong tinh thần hiệp thông của cộng đoàn, gắn bó với nhau trong một lớp để mà dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Người ta nói rằng là tạ ơn nhiều thế, tạ ơn lắm thế, gom lại làm tạ ơn một lần đi cho nó xong. Không, thưa anh chị, nếu mà chúng ta có những đứa người con dâng mình cho Chúa, chúng ta vui lắm. Nếu chúng ta còn có những người con dâng mình cho Chúa trong chức vụ thừa tác, thì chắc có lẽ niềm vui ấy sẽ tràn ngập tâm hồn của những ông bà cố mọi ngày cho đến tận thế. Mọi ngày cho đến tận thế. Và niềm vui lớn đó khiến cho họ phải cầu nguyện, phải gắn bó với Chúa hơn, vì biết rằng nếu mà người con yêu quý của mình dâng mình cho Chúa trong đời sống thánh hiến cũng như là trong chức linh mục, mà nếu Chúa không yêu thương, gìn giữ, che chở và không có sự cứu giúp của Đức Trinh Nữ Maria thì nguy hiểm lắm. Nguy hiểm không những mất đi tất cả những danh dự Chúa ban cho, những quyền năng Chúa ban cho ngang qua việc cử hành các bí tích, mà còn đánh mất đi luôn linh hồn của người con thân yêu của mình nữa. Và do đó mà cái niềm vui đấy nó cứ nhân lên mãi cho đến ngày hôm nay. Các cha cùng lớp với lại cha Phêrô, Trịnh Công Chí là người anh em chúng tôi đã phục vụ đền Đức Mẹ Thái Hà này trong suốt năm qua, anh chị em đã biết. Các ngài cùng với chúng tôi dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa. Phải tạ ơn Thiên Chúa bởi vì đó chính là lý do chính đáng nhất đem lại niềm vui không những cho anh em chúng tôi thôi, mà cho cả cộng đồng dân Chúa và cho cả những con người mà chúng tôi chọn làm đối tượng để phục vụ. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ hằng cứu giúp và tạ ơn mẹ nhà dòng đã cho chúng tôi hưởng được cái niềm vui này, một cái niềm vui của ơn cứu chuộc. Chúng tôi bây giờ có những anh em sát cánh với chúng tôi trong chức vị linh mục để công khai rao giảng lời Chúa một cách minh nhiên, để phục vụ những con người nghèo khổ, tất bản, những con người mà cả xã hội loại bỏ, giáo hội chưa vươn tới, những con người chưa được nghe rao giảng tin mừng, hoặc những con người đang khổ đau vì sự chia rẽ nội bộ trong hội thánh. Chúng tôi sẽ phục vụ nhờ ơn Chúa giúp và lòng nhiệt thành thừa sai của mỗi người, mà chúng tôi hy vọng rằng nhờ đó, qua đó, sứ mạng mà Chúa Giêsu giao cho nhà dòng, đặc sủng mà Chúa Thánh Thần khơi lên trong quyết định lập dòng của Thánh Tổ An Phong Xô sẽ còn tiếp tục, ít là đến ngày hôm nay, ít là còn ngày mai và còn một thời gian tương lai sắp tới nữa. Chị anh chị em chung vui với nhà dòng chúng tôi trong thánh lễ ngày hôm nay. Nhưng nếu nói như vậy thì chẳng lẽ chức linh mục là đỉnh điểm của đời sống thánh hiến của những người đi tu trong một cái hội dòng tông đồ mà Thái Ông Xô đã lập hay sao? Thưa rằng không phải. Chức linh mục nó là một cái cánh cửa, nó là một bước khởi đầu. Một bước khởi đầu chứ không phải là một cái điểm kết thúc, một hành trình đạt đến đỉnh vinh quang. Không. Đây là bước khởi đầu. Khởi đầu trong niềm vui, trong lòng biết ơn Chúa, trong việc cùng với mẹ Maria ngợi khen Thiên Chúa
vì ơn lành, một ơn huệ đặc biệt Chúa đã dành cho mình. Chúa đã tuyển chọn mình từ giữa muôn người, Chúa đã tiến cử mình lên hàng tư tế của Chúa để tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu, đem ơn cứu chuộc cho con người. Và vì vậy cho nên nếu hỏi các ông bà cố muốn cho con của mình được giàu sang, được vinh thân, được trọng vọng, có tiếng tăm hay là được gì nữa, các ông cố không? Chắc có lẽ không, không xin những cái đấy, không cần những cái đấy. Nhưng ông bà cố sẽ cần làm sao để cho con mình trở nên là người môn đệ Chúa Kitô, một người môn đệ đi theo sát Chúa Kitô, cứu thế, hiểu được tâm hồn của Chúa Giêsu thầy của mình và hiểu được tâm hồn của những con người, nhất là những người nghèo tất bạt, bị bỏ rơi, bị đang đứng ở ngoài rìa của xã hội, và ngay cả giáo hội chưa vươn tới nữa. Và cho đó, thưa anh chị em, chức linh mục mà anh em chúng tôi đã lãnh nhận không cho chúng tôi, nhưng cho Chúa, cho hội thánh. Chức linh mục là phải thể hiện ước mơ của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho một con người được thông phận, được tham dự vào chức linh mục tư tế đời đời theo kiểu Melchizedek của Chúa Kitô là để thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, chứ không phải để thực hiện giấc mơ của cá nhân linh mục đấy. Vậy thì ước mơ của Thiên Chúa là gì? Ước mơ của Thiên Chúa đó là muốn cho con người được cứu rỗi, muốn cho con người được nên thánh. Ước mơ đó Chúa Giêsu đã dạy chúng ta mỗi ngày đấy. Khi chúng ta đọc kinh lạy cha là nhớ lại cái giấc mơ, cái ước mơ, cái khao khát của Thiên Chúa. Phải làm sao trong cuộc sống ngày hôm nay, giờ khắc này và mọi giờ khắc khác, làm sao để cho danh Chúa, danh cha được cả sáng, nước cha được trị đến, ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ước muốn Thiên Chúa là thế đấy. Và cuộc đời Chúa Giêsu là gì? Là thực hiện ước muốn của Thiên Chúa, ước mơ của Thiên Chúa trong sứ mạng của Ngài, trong sứ mạng của Ngài, trong lời giảng dạy của Ngài. Ngài đến, Ngài nói tôi từ trời đến không phải để làm theo ý tôi, nhưng làm theo ý đấng sai tôi. Đấng đã sai tôi thì thánh hiến tôi và trao cho tôi một cái sứ mạng để cho tôi hoàn thành. Và Chúa Giêsu là người đã thực hiện được giấc mơ của Thiên Chúa, ước ao của Thiên Chúa, khát khao của Thiên Chúa đối với con người, đối với việc cứu rỗi con người. Và linh mục như thế là người thực hiện giấc mơ của thầy mình. Trong Tin Mừng Thánh Gioan câu chương 15 câu 15 có nói một câu rất hay: thầy không còn gọi anh em mà tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, thầy gọi anh em là bạn hữu của thầy, vì những gì thầy biết nơi cha thầy thầy tỏ cho anh em biết. Người linh mục phải là người thực hiện những ước mơ của Chúa Kitô cứu thế trong thời đại của mình, trong con người của mình, trong những hoàn cảnh, trong những tình huống, trong những trạng thái mà mình có, mà những người dân mà mình sống ở chung quanh đấy họ có. Phải có cái thao thức thừa sai của Chúa Kitô cũng thế, thì như thế người linh mục mới cảm thấy rằng là mình vẫn còn bị thôi thúc từng ngày một. Không có thì giờ để nghỉ ngơi đâu, thưa anh chị em. Không có thì giờ để hưởng thụ, không có thì giờ để mà chăm chút cho cái mẫu mã bản thân của mình đâu. Nếu mà người linh mục thao thức, khao khát thực hiện ước mơ của Thiên Chúa. Và ước mơ của Thiên Chúa là gì? Thưa, đó là cuốn Kinh Thánh đấy. Đó là những gì Chúa Giêsu muốn giáo hội thực hiện, được gói gọn trong hai từ, đó là sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao cho giáo hội. Và trong giáo hội có sự hiện diện nhỏ bé của hội dòng chúng tôi. Chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu sắp sửa bước vào trời, lên trời, Ngài nói với các môn đệ: thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, thầy sai anh em đi rao giảng những gì thầy đã dạy dỗ anh em, rửa tội cho người ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Người linh mục phải thể hiện Chúa Kitô trong cuộc sống mình, trong tâm trí, trong tâm hồn, trong lời nói, trong hành vi, trong cử chỉ, trong những chọn lựa của mình, để làm sao đó Chúa Kitô được tỏ hiện ra như Chúa Giêsu Kitô khi sống ở trần gian này. Ngài đã tỏ cho con người ta biết được khuôn mặt của Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót
với những con người, đặc biệt là những con người tội lỗi. Người linh mục không còn có thời giờ để sống cho mình, nhưng sống cho Chúa. Vâng, đó chính là một cái định hướng rất rõ ràng. Và đó chính là một điều khó khăn không tưởng được khi mà người linh mục phải chiến đấu chống lại với những cái sự dữ, sự xấu, với những thói quen xấu, với những quán tính xấu, những đam mê xấu trong chính con người của mình. Thưa anh chị em, khi Đức Giám mục đặt tay lên tân chức, khi mà giáo hội phong chức, nhân dân chúng tôi phong chức cho một người nam nào đó để sống đời thanh hiến, để sống cuộc đời linh mục, thì không phải là người đó được lột xác ra như thể là một cỗ máy mới tinh hoàn toàn không? Cái cỗ máy mới tinh hoàn toàn chỉ có một thôi, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Còn từ khi phong chức, người linh mục đấy vẫn tinh hư nét xấu, vẫn những cái đam mê của mình. Mà ngày hôm nay họ quyết tâm không sống cho mình nữa, nhưng sống cho Chúa, sống vì vinh quang của Thiên Chúa. Và giáo hội nhìn vào trong cái quyết tâm của người linh mục đó, nhờ ơn Chúa giúp và lời cầu bầu của các thánh, cũng như là cộng đồng hội Thánh Chúa mà giáo hội nhân dân Chúa đặt tay đọc lời nguyện phong chức cho người đấy trở thành linh mục thừa tay. Thưa anh chị em, người linh mục dòng Chúa cũng thế, còn phải thể hiện ra cái ước ao, cái khao khát của thánh tổ phụ mình. Chúng tôi không phải là linh mục triệu, chúng tôi không phải linh mục dòng Đa Minh, chúng tôi không phải là dòng linh mục, không phải linh mục dòng Phanxicô, hay là một linh mục dòng tên, hay bất cứ một linh mục nào khác. Chúng tôi là linh mục tu sĩ dòng Chúa cứu thế. Phải làm sao trong cuộc đời sống của mình, ở nơi này, ở nơi kia, trong công việc mà chúng tôi đang phục vụ, đang chọn lựa, lột tả ra được tinh thần của Đấng cứu thế. Đó là đem ơn cứu chuộc của Chúa đấy đến cho con người, thực hiện ước mơ của Chúa đối với con người, nhất là những con người bơ vơ tất bật. Đó là thực hiện thánh ý Chúa Cha qua lời kinh nguyện mà mình đọc hàng ngày, để làm sao những nơi mà mình hiện diện, những nơi mình sinh sống, những nơi mà mình hoạt động trong sứ mệnh đa dạng của mình đấy, và chuyên biệt nữa, làm cho danh Chúa Cha được cả sáng ở nơi đấy, nước Cha được chi đến ở nơi đấy, và thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện ở nơi đấy, đúng với chương trình, đúng với quy trình mà Chúa Cha đã thiết lập ở trên trời. Thưa anh chị em, đó là điều quá sức đối với anh em linh mục chúng tôi. Hôm nay nhân sự hiện diện của cha Phêrô Trịnh Công Chí, người anh em cũng như các cha bạn cùng lớp, xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Cầu nguyện nhiều cho chúng tôi để chúng tôi trở nên là một Kitô khác cho anh chị em và cho những con người nghèo khó tất bật khác. Chứ anh chị em cũng cầu nguyện cho các thầy, các thầy mới khấn cũng như các thầy đã vĩnh khấn trong nhà dòng chúng tôi, hiểu được cái ước mơ, cái khao khát của Chúa Cha, của Chúa Con, của giáo hội, của nhà dòng, để tự mỗi người trong bản thân của họ, trong đời sống của họ sẽ điều chỉnh đời sống của mình, con người của mình, hoạt động của mình, thực hiện ước mơ đấy, những ước mơ lớn, những ước mơ vĩ đại, những ước mơ mà đem đến cho con người ta sự cứu rỗi đời đời, sự sống muôn đời, chứ không phải là những ước mơ nhỏ nhen trong cái tầm thường mà chúng ta gọi là địa vị hay chức tước. Xin mẹ Maria hằng cứu giúp chúng con, giúp cho chúng con có thể sống xứng đáng là những người bạn hữu của Chúa Kitô, giúp cho chúng con có được sự kiên trì và không bao giờ đánh mất mục đích thực hiện ước mơ của Chúa Cha, tỏ bày nơi Đức Kitô cứu thế mà nhà dòng chúng con đã lãnh nhận như là một vị thầy hằng hướng dẫn, hằng điều khiển, hằng yêu mến, hằng cứu chuộc, hằng thánh hiến và quy tụ chúng con thực hiện giấc mơ cho giáo hội của Chúa. Amen.